321 action. Năm 2012. Tức là từ công ty khác chuyển qua hay là ra trường? Em kia vừa tốt nghiệp xong em em làm ở đây luôn. Thì như vậy đây là công việc mới nhất, mới tinh của em khi mà em vừa mới ra trường. Em gặp những cái khó khăn gì không? Làm có rồi. Giờ đang là chị coi có chính sao không? Lên để muốn đi uống được cái đi. Chị em đang uống. Em thấy là em không có khó khăn gì hết. Quay như thế này là không được rồi, phải quay ngang mà hình ngang. Khung chuẩn của người ta. Đúng rồi. Không, tiếp tục tập trung vào. Đây là em kỷ niệm cho ngày đầu tiên mà em làm á là em gặp Trinh. Rồi. Trinh là ai? Trinh sao? Trinh là đây, Trinh là nhỏ đây, nó đang quay ngang rồi. Xong rồi Trinh mới em làm. Tin đầu tiên mà em làm á, chúng mình Trinh dẫn đi quận 6. Là tin những cái tin gì mà điện thoại. Đúng rồi, điện thoại. Đúng rồi, anh quay, anh có quay. Tôi không nhớ ta. Anh là đọc thôi, anh là cái kịch bản. Anh là MC sao anh đâu có đi thực tế như thế này. Tin thứ hai mà em làm là chính với Tuyền là nhường trang cái tin mà ở bên quận 4 là bên cái tin nhà trò. Nhà trò mà vũ nó ngủ á. Hôm đó là có Hoàng Huynh Hoàng Huynh hả? Cái nhà của cô gì diễn viên đúng không? Hương Thơm hả? Cái gì? Tên gì? Đúng rồi. Đó, xong rồi từ đó là bắt đầu là em bắt đầu quen dần mấy công việc đó xong. Là em lật mặt luôn. Em lật mặt sao? Em lật mặt sao? Đúng không? Đó tiếp, hỏi tiếp. Rồi hỏi đi anh. Nhưng mà trong khi em quay á, em có bị anh hành dữ lắm không? Bữa nay giờ là nghỉ rồi, hai tụi mình không còn làm nữa. Nói luôn để có gì anh xin lỗi. Đúng, trong những vấn đề kịch bản mà những người dẫn MC anh tại anh là anh là thuộc loại khó chịu. Thấy chưa? Mày biết có bị hành nó lắm không? Không dám nói. Nói em quánh nó tại chỗ. Đó, thấy không? Biên tập MC Phúc Trì Cảnh Giác. Trời, ba máy luôn. Đây là một trong những cụ thành viên của biên tập Phúc Trì Cảnh Giác. Đúng rồi, trả lời. Nếu mà hành nhất là phải là bên HTV hành, chị Diễm hành. Ngày mai tao đầu tiên em vừa nói gì không tại vì lúc đó là như thế này, biên tập thì có ba bốn biên tập và mỗi người là một giọng. Thằng này là dân Bắc, người dân tộc ít người nữa. Dân tộc ít người, dân tộc gì? Thái. Có người là dân Tiền Giang, là dân miền Tây. Em có đứa dân Sài Gòn, cho nên mỗi cái giọng văn của mỗi người một khác. Đúng rồi. Cho nên anh nói thôi giờ cứ cung cấp thông tin tao viết, tại vì để nó thống nhất thôi. Chứ em biết làm sao giỏi bằng thằng này, sao giỏi bằng nhỏ này, đúng không đó? Đó, nhưng mà có điều á là nó gửi thông tin cho em lúc nào cũng trễ hết á. Có nhiều lúc là em biết không được. Anh ơi, anh điên luôn rồi. Mày phải nói một câu là anh nói biết cho mấy bên dưới. Anh ơi, em viết vậy là chỉ là những cái phần là gọi là khách quan của nhân vật kể thôi. Anh đi sát cho em chưa đó mà. Mà lý do trễ là có phần chủ quan, phần khách quan. Rồi, ok. Khách quan là phần sau ta. Nhưng mà lúc nào nó cũng, nói chung là coi như là hết khoảng 60% là bị trễ thời gian so với quy định. Rồi, và thật ra thì em cũng phải đi làm, cho nên khi em làm có nhiều cái mày trễ, tao lên tao sáng tác tại chỗ luôn. Đó là lý do vì sao. Mình cũng đã trải qua được những năm. Đúng rồi. Anh nhớ là quay hồi đó quay tới đêm. Tụi mình quay tới đêm, tới 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ sáng. 2 giờ sáng, mọi người biết 2 giờ sáng. Phút giây Cảnh Giác. Cameraman. Bây giờ bà kể đó nhớ không? Rồi, có. 4 giờ sáng. Anh nhớ là có những cái lúc tự nhiên chị Liên trợ lý của để cho anh Tân nói nào, chị Liên nghe kìa. Đây, có những lúc em đây là người khó tính nhất trong cái team. Em mệt quá, em không nhớ bài. Người này được gọi là mệt mà mình không nhớ bài. Cứ đọc quay phim. Tới gần câu cuối là bị trật. Gần câu cuối là bị trật. Mà quay gần mười mấy lần không được. Có khi là em đọc coi như là tại vì em viết em cũng nhớ mà, nhưng mà cứ tới còn có ba chữ nữa là hết mà em không bị trật. Thật cái khó em lắm. Tức quá cái em chửi đu mù quá. Tại vì lúc đó điên quá. Em hành nguyên cả một ekip, tại vì hãy sai là nguyên một ekip quay lại. Đúng rồi. Có mấy lông tơ ta. Cứ công chúa cái chữ đó là mệt cái nha. Lông tơ cái đó là thời xa xỉ.
tại vì hồi đó đi giống như cái thời TV màu với TV em chửi không màu em chửi rồi. Là tại vì em tức quá, tại vì chỉ còn có ba chữ thôi mà người ta đã quay, người ta quay 2-3 đúc đã mệt rồi, em quay tới đúc đó là em nhớ là cái lần đó là bao đúc của anh ạ? 8 đúc em, 8 đúc ừ nhiều lắm mà vẫn không thuộc, coi như là em đuối luôn, tại vì quay từ sáng cho đến 8, 9, 10 giờ, 11 giờ tới 12 giờ là đuối thiệt. Lúc đó anh Tận cũng mệt lắm đó. Anh Tận cũng mệt lắm. Không biết Tận cũng mệt nhưng à, nhưng mà thằng đừng máy quay là thằng này. Mà anh Tận có nghe video clip này thì nhớ tin em nha. Em bực không phải là chỉ vấn đề là em sai em mệt, nhưng mà cái vấn đề mình sai nguyên một cái ekip nó phải mệt theo mình. Và lúc đó là rất là thương anh em luôn, rất là thương anh em luôn. 12 giờ, 1 giờ. Ừ, đó vậy đó. Trời Tết là tới 1 giờ đó. Cho nên bây giờ nghĩ lại thương mọi người dễ sợ luôn. Trời ơi, cái hiệu tôi xúc động quá. Kiệt luôn á. Cái thời khắc đó. Nhưng bây giờ kiếm lại những giây phút đó không còn nữa. Không còn đâu, bây giờ chúng ta chỉ còn những người cựu. Tại thời đó cái lúc đó em quay á thì chị Liên vô hơi sau, rồi biết hồi đó tụi em không được chạy chữ. Yes. Em không được chạy chữ là phải là phải học chạy chữ đó mà không cũng còn ấy mà chạy chữ là sau này có mấy tháng làm chữ. Đúng rồi. Trước đó em không có chạy chữ cho nên là bắt buộc phải học thuộc lòng. Đó. Mà cũng hay anh Tân, nói chung là cũng siêu phàm đúng không? Vừa phải đi làm cái du lịch rồi lại thêm vừa học cái kia mà. Sí. Thiệt. Cái đúng. Này có đăng lên kênh của hai người không vậy? Đúng có. Trả tiền đây. Không. Có trả tiền nếu mà tụi em có tiền. Quay nãy giờ tôi chỉ thề hả? Không, anh cứ thoải mái nói về cái tâm sự. Cái này là em xin công chúng nha. Em xin công chúng. Thật sự sau bây giờ tôi hết làm MC rồi. Không. Bây giờ em xin Dịch Tân, bây giờ không còn là MC của Phúc Trình Giác, anh Tân có thể mọi thứ quyền tự do ngôn luận. Ok. Còn những người chấp nhận hay không thì người vẫn là fan hâm mộ của anh. Thật sự là như vậy, thật sự là có quá nhiều kỷ niệm vui của em. Nhưng mà có kỷ niệm vui đúng không? Thật sự đây là những người làm việc với chương trình Phúc Trình Cảnh Giác 10 năm cũng có, 8 năm, 9 năm cũng có. 8 năm, anh làm 8 năm. Anh phải 10 năm chứ. Đâu, anh làm 8 năm. Năm thứ 9, năm thứ 10 là Đào Minh Tòng làm rồi, ok. Ok. Dạ đúng rồi, chị làm gì? Em nhớ là em sẽ nghĩ là bạn không có được up lên kênh YouTube kiếm tiền nha bạn. Không, cái này không phải, đây là vlog của mình. Mình thoải mái thôi. Em có báo trước và em xin nghĩ là hết hợp đồng năm 2016 là em nghỉ. Thì cái đợt quay cuối cùng là hình như vào tháng 10 á, là quay cho tháng 11, tháng 12. Ai khỏe không? Thấy ngồi xin lè vậy? Đó. chia sẻ. Lâu ngày gặp rồi mà sao xanh quá. Đang mặc màu xanh. Với lại mặc áo xanh thôi. Đây nói chung là... có dịp gặp lại nhau ôm mèo để có là vui. À, mình chúng ta phải chia sẻ những hồi đó là cứ quay xong là anh em kéo nhau ra đi lai ra vậy. Thật luôn đó, không có một MC nào cầu bia sệt, cầu sắt bia sệt, mình cứ gặp nhau ở đó. Tại vì nói chung là cứ tháng gặp nhau được một lần, ba lần nhau cũng phải đi nhau. Mà lần nào cũng quay miệt mài từ sáng đến tối đến khuya. Không, cái đó là tình cảm, đó là tình cảm riêng của chúng ta thôi, giống như là của một gia đình. Bằng chế độ kiếm tiền đó con. Không, no. Hiện giờ mình không có kiếm tiền bằng cái này hết. Nhưng không ai có hiểu ý nha. Nhưng. Không. Hồi nãy giờ nó đang bằng chế độ kiếm tiền đó nè. Về tối nay nó up clip lên kênh YouTube của nó nè. Em không kiếm tiền như kênh của chị Trân, em là đây là kênh riêng của mình để chia sẻ để mọi người trong gia đình coi được với nhau, là trong những anh em bạn bè coi được với nhau. Rồi vậy thôi, vậy quay anh này đi giờ anh nào. Không, bây giờ cho em xin hỏi phỏng vấn rõ ràng luôn là cảm xúc của anh em mình làm trong suốt những tháng năm vừa qua, anh cảm thấy như thế nào? Thật sự là thương nhau thì mới gắn bó được nó dài đến như vậy. Trong công việc nó có rất là nhiều cái chuyện bức xúc hết, tại vì mỗi người đều có một cái công việc riêng mà ai cũng muốn làm tốt hết. Và khi mà làm thì cái bộ phận này nó sẽ chọi với bộ phận kia, có cần trợ lý rồi xong là mỗi người phải chịu đựng nhau mỗi người một tí, và rồi xong qua những cái chương trình như vậy làm vất vả như vậy, tự nhiên thấy thương nhau nhiều hơn. Và bằng chứng là có thương nhau bây giờ là sau 2-3 năm không gặp nhau nữa vẫn gọi cái hú, vẫn tới với nhau, vẫn thương nhau. Không, em là 6 năm mới gặp anh á. 6 năm luôn hả? Đúng rồi, 6 năm nó nghỉ trước anh thì đúng rồi, 6 năm rồi. Nhau mà đi gặp nhau là quan trọng.
Dạ đúng rồi, đó thì như vậy thôi. Đó có nghĩa là một cái sự gắn kết trong ekip thì có thương nhau mới làm việc được lâu dài. Con tài có chừng vui quá ha. Câu nào mà anh nhớ nhất trong cái giai kỳ giá? Câu dạy nào? Anh đó hả? Anh nói thiệt nha. Nói liền đi anh, dù gì cũng đã khó khỏi. Cái câu cuối cùng đúng mỗi chương trình nhớ câu cuối anh nhớ đó. Câu chương cuối cùng tại vì lúc giờ đó là xong tên, rồi chưa bao giờ anh thân tên trong cái giai cảnh câu cuối cùng là anh thân tên đó. Trong số tất cả các cái số mình làm phút giây cảnh giác mình chưa bao giờ mình xưng tên hết, mình dùng đại từ tôi hoặc là chúng tôi dùng chúng tôi là nhiều nhất, mình dùng đại từ số nhiều, ngôi thứ nhất. Chỉ đến cái giây phút cuối cùng khi mà mình chuẩn bị chia tay chương trình, lúc đó mình mới xưng là tôi và Nhật Tân. Mình gọi tên là Nhật Tân. Không biết lúc đó xin nó chào tạm biệt có mà không có tổng hết đó em nhớ mà tại vì lúc đó là mình biết là mình chia tay cho nên mình nói một lần để tạm biệt tất cả mọi người. Đó là cái câu mình nhớ nhất. Chị với Thành là người gắn kết với anh Tân cuối cùng đúng không? Đúng rồi, thực sự là vậy. Không, lúc đó em nghĩ lúc đó chắc có một số người lớn tuổi cũng rất là xúc động. Ngồi xúc động. Không, tại vì không, anh không nói là anh sẽ chia tay. Người lớn tuổi. anh không nói anh sẽ chia tay tại vì mình không thể nói cái chuyện đó được. Tại vì chương trình vẫn làm tiếp và với một MC khác. Nhưng mà mình lúc đó anh Tân nói là tạm dừng hay chị chứ phải lên. Không anh chỉ nói là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi qua 8 năm. Và coi như là có thể là trong năm mới sẽ có những cái format mới, có những cái người mới xuất hiện. Nhưng mà cái chương trình của chúng tôi vẫn mong muốn là được sự đón nhận ủng hộ của mọi người. Và cho phép tôi ha. Đúng đó anh xưng là tôi, Nhật Tân được nói lời chào tạm biệt với quý vị khán giả. Thực ra là nếu mà ai coi dây cảnh giác suốt từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm 2016 thì sẽ thấy rằng là anh chưa bao giờ anh xưng tên, anh chỉ xưng bằng chúng tôi. Và từ tối đó anh mới thực sự xưng tên mình một lần đầu tiên và lần cuối cùng của chương trình. Vậy là trong cái tập cuối của em có tập cuối cùng đó, con nhớ mà, con còn nhớ. Con chưa lớn tuổi đang bồi hồi xúc động nhớ lại những khi là những là chính là những thành viên trong ekip và những người theo dõi chương trình. Cô chú có cảm thấy xúc động khi mà phải đã từng gắn kết và vậy khi anh Tân nói những câu chia tay như vậy không là anh đâu có chia lúc đó đâu có nhận lời cái chương trình vẫn tiếp tục và sẽ có những nhân vật khác ưu tú hơn, trẻ trung hơn xuất hiện, cho nên mình cũng không dám nói là mình nghỉ. Mình chỉ nói là tạm biệt, nhưng mà trong cái lời gửi gắm đó nếu mà ai để ý thì sẽ thấy đó là lời thôi tạm được biệt rồi, anh của đạo mình. Diễn ơi anh đánh đều qua lát nãy giờ cũng nhiều rồi đó anh. Chính ý của bên của em đó là ý là hỏi là những người nghe những cái lời như vậy hiểu được ý anh thì những người quan tâm và là fan hâm mộ của kênh Phút Giây Cảnh Giác và fan hâm mộ của anh Lê Nhật Tân thì người ta lúc đó cảm nhận như thế nào? Không, tại vì như thế này, mình không nghĩ là mình có fan đâu. Fan của Phút Giây Cảnh Giác thì có và mình là một bộ phận, mình là một cái thành phần trong cái ekip sản xuất thôi. Và mình nghĩ mình không có fan hâm mộ đâu, nhưng mình có được sự yêu thương của mọi người. Và cái điều là khi mà cái câu nói của mình đến với mọi người thì lúc đó mình đã nghĩ rồi. Cho nên mình cũng không biết là, tại vì cái chương trình, cái số cuối đó thì thật ra được quay trước đó khoảng một tháng, tức là quay vào tháng 11 rồi, cho nên khi phát sóng thì thực ra mình đã nghỉ và mình cũng không biết cảm nghĩ của mọi người như thế nào, phản ứng của mọi người như thế nào. Nếu mà hỏi như vậy không biết được, phải hỏi chính những người làm chương trình á. Thôi, hỏi chị đi. Phải hỏi những người làm chương trình. Ok. Và chính những người làm chương trình cũng không muốn phải nghe anh Tân nói những câu nói những lời chia tay như vậy. Mà mặc dù là hàm ý thôi nhưng mà nếu là tất cả khán giả hiểu được thì nó là rất là bồi hồi xúc động. Chị Trinh trả lời câu hỏi. Nói chung á, mình là một trong những biên tập gắn kết với những số đầu tiên của Phút Giây Cảnh Giác. Ngày trước á thì chương trình không phải là Phút Giây Cảnh Giác đâu. Tên của nó là Phản Khắc Quyền Huy. Thì nói chung là có rất là nhiều những cái thăng trầm, từ những cái khó khăn cho tới những cái gọi là thành công. Vui có, buồn có, anh em có những cái lúc mà gọi là buồn,
thì răng với nhau luôn, cãi lộn với nhau luôn, cãi lộn với nhau, nhiều khi cũng rất là buồn anh Tân, nhiều khi cũng rất là buồn anh Tấn, anh Tê. Nhưng mà sau đó thì học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ những anh và hiểu được cái sự kiềm chế, hiểu được cái sự kiềm chế của bản thân, phải không? Mày đừng có nói lên. Ấy làm bác lai là phải từ từ. Thì thấy được á là qua phút giây cảnh giác thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ, dặn dày trong kinh nghiệm cuộc sống. Đưa lên thấy cái mặt của em đó. Đừng khóc mà trên đó rồi. Không 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 khóc đâu. Phải gì là phải khóc phải đúng không? Vui mà. Và có được những cái kinh nghiệm giống như là bây giờ đi ra đời á, mình cảnh tỉnh được hơn, không dễ để bị lừa, không dễ để bị mất của. Em hết mấy chiếc rồi, mất mấy chiếc rồi. Tại vì đã mất một chiếc xe rồi. Mọi người hãy coi tập nào, mọi người hãy coi tập nào. Ở nhà của mình mất trên. Mọi người hãy đón xem tập. Cẩn thận thêm một điều là không để bị lừa tình. Ở nhà của mình mất trên mà đây là chính là nhân vật. Dùng con trai có buôn dưa lê như thế nào đi nhân nữa. Mình phải cẩn thận. Không. Em anh cho anh đến chính một chút xíu, tại hồi nãy giờ là nó chọc quê em thì phải nói. Tức là với mỗi một tập nó có cái tiêu đề, và bởi vì có tới 3-4 biên tập đó gửi thông tin về, cho nên cái chủ đề đó là phải để tên của người đó. Chẳng hạn là thông tin này là của Trinh gửi về cho anh, cho nên là anh biết để có gì anh không hiểu thì anh hỏi lại em. Cho nên cái chủ đề của một cái tập đó là ở nhà cũng mất, nhưng mà sau đó mở ngoặc đơn là có của Trinh, tức là Trinh gửi thông tin về cho anh. Không, để... không anh ở nhà cũng bị mất. Đó, ba, đó. Xong cuối cùng là mới nói là ở lúc đó là lên anh em cứ chọc là ở nhà cũng bị mất kinh nha. Chứ không có gì gọi là bậy bạ ở đây đâu nha. Phải nói một điều là từ phút giây cảnh giác mình có được hai cái kinh nghiệm rất là đẹp. Chinh chuối. Là chinh chuối. Tại vì sao? Vì đơn giản là mỗi lần đi nhậu về xong là mình lủi vô buổi trưa. Con đứng chín một đèo là con về con có lủi vô buổi trưa. Mẹ là con thiệt tình luôn hả? Là đợt đó là nhậu với lại tiên phúc gia canh ghét. Bữa đó con xịn quá con lủi vô buổi trưa luôn. Mà là nhậu là nhậu nào vô buổi trưa. Dạ đúng rồi anh. Chung hết bên này là cứ quay cho tới khoảng 11 giờ sớm thì là 9 giờ. Mà muộn thì 10 giờ, 11 giờ, có khi 12 giờ, 1 giờ. Nhưng mà lúc đó anh em về rất là mệt. Rất là mệt rồi, mà lại đi nhậu nữa. Phải nói một điều là đi nhậu về xong xịn quá. Insert vô, lúc bữa đó tôi... Bữa đó là nói chung là đi nhậu với lại team Phúc Trần Anh Giác, với lại anh Tân MC. Nay bán gì, nay bán gì, nay bán gì. Xịn quá, cho nên là bữa đó về cũng lủi vô bữa chuối. Sợ là bữa đó lủi vô bữa chuối. Trên chuối nhau. Các biên tập của Phúc Trần Anh Giác đều bị mất đồ. Rồi. Nói chung là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là từ biên tập cho đến quay phim. Cho đến edit, không biết edit thì đang thì chưa có bị gì, nhưng mà không biết Tấn có bị hay không. Là khi mà tham gia vào làm chương trình Phú Gia Cảnh Giác, hầu như ai cũng bị mất của hết trơn. Riêng bản thân mình là bị mất một chiếc xe quay S. Rồi. Còn Tòng, cái anh không quay phim đó là anh cũng bị mất xe vì cái tội ham ăn. Đây anh này. Mà không thêm nhìn chiếc xe. Anh này mới một chiếc xe quay. À, vì đĩa cơm 200 ngàn mới chiếc xe. Còn đây là ai coi phim của Phúc Trần Giác thời kỳ đầu. Bắt một chiếc xe. Đây, quay qua đây nè. Bắt một cái bóp. Đây. Sao vậy? Đây là cũng quay phim là bắt một cái bóp khi chia tay với chương trình Phúc Trần Giác. Khi các bạn quay phim bên đây á là nhậu về. Quên cả lối về luôn, không biết là ngủ trước cửa hay là trong nhà. Không phải, hôm đó là chia tay và nghỉ công ty và đó. Nói chung rất là cái đêm đó là rất là không mà giết chữ muốn chia tay mọi người. Uống xịn quá. Rất là uống với mọi người nhiều quá vì cảm xúc nhiều quá. Không muốn chia tay. Cho nên ngồi với nhau tới khoảng 1 giờ sáng. Thì luôn hôm đó là xúc động, là có anh Tân nữa. Nhớ không? Nhớ quán nào quán gì không? Quán nghe Đinh Tiến Hoàng. Đúng luôn, quán nghe Đinh Tiến Hoàng quán gì. Bữa đó là nhậu là gặp Bùi Anh Tuấn. Bùi Anh Tuấn với lại Miu Lê. Miu Lê. Miu Lê. Nghe Đinh Tiến Hoàng. Không có chị không? Sao nói về chủ mất bóp. Đúng rồi, mất bóp.
gặp bùi anh Tuấn và món là... xá xíu cực kỳ ngon, món xá xíu Tứ Xuyên trời ơi ngon cực đầu hủ Tứ Xuyên, không phải đầu hủ Tứ Xuyên, cái món gì mà thịt heo mà thịt heo Tứ Xuyên, trời giờ heo Tứ Xuyên trời ơi ngon trời ơi đúng rồi quá trời ơi, trải nghiệm bà kể lại những cái thời khắc đó đó chạy nước miếng nữa hay luôn. Lúc đó là cái ngày chia tay nguyên một ekip như vậy, hôm nay đang gặp nhau ở đây, hôm đó chia tay rất là thật sự không muốn nhưng mình phải cố gắng dừng lại phải không, hôm đó mình quay tới 11 giờ hay sao đúng không, không đi không đi không nữa không không phải cũng cũng có cảm xúc trong lòng không phải cảm xúc lắm, hôm đó quay xong 11 giờ ngày hôm đó là xong là mình phải chia tay ekip Phút Thì Cảnh Giác. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm việc cho chương trình Phút Thì Cảnh Giác khoảng chừng 6 năm, 5 năm rưỡi, 6 năm rồi. Nhưng mà rất nhiều, nhiều thứ tình cảm lắm. Cho nên khi chia tay anh MC Lê Nhật Tân thứ nhất là sao? Mà chia tay mọi người chứ đâu phải chỉ có mình. Không, cái tình cảm em làm vì đam mê thứ nhất. Chia tay người thầy dạy em người đầu tiên, biết tại chia tay anh MC Lê Nhật Tân cũng là người đầu tiên em làm em quay MC với anh. Chia tay anh T đạo diễn, đạo diễn, đạo diễn T là cái gì? T là người Thái Lan đạo diễn chương trình Phút Thì Cảnh Giác, và 10 năm nay anh vẫn còn hoạt động, vẫn còn tồn tại chương trình Phút Thì Cảnh Giác, mọi người vẫn coi trên HTV7. Là đây là một phần, đây là người diễn làm ra chương trình Phút Thì Cảnh Giác. Bắt em à bên này, ba này lên số điện thoại nha. Và sau khi mình chia tay thì đây là anh Toàn thay thế cho Bi Tẩn, DOB thay thế cho người thầy gọi là Bi Tẩn, thầy Ba Chôn, Ba Chôn, Ba Chôn, anh Bi phát biểu cảm nghĩ đây hả, anh Tê phát biểu cảm nghĩ khi mà mọi người đi hết còn có lại anh Tê với anh Toàn không biết gặp lại mọi người sao thiệt luôn, coi là cái này 10 năm nữa ơi vui luôn, anh nào coi là cái này vui lắm, khi làm bây giờ biết cái gì sau 15 kg nặng 75 kg gì cao mà ngày ngày xưa là bao nhiêu ký, ngày xưa anh trai đẹp tê đó, anh Tân anh tê đẹp, hồi đó nó đẹp, đẹp trai lồng lộn luôn á, đúng rồi ngày xưa nó bây giờ đẹp, nó tàn tạ quá xong quá vậy bây giờ hao rồi, tóc hao rồi hao rồi sợ quá hồi tóc nha, tóc lại kịp nha,